Tiểu sử ông Hồ Đức Phước. Hé lộ xuất thân và gia thế của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Ông Hồ Đức Phước sinh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ông là một tiến sĩ kinh tế, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ông cũng từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước. Ông Hồ Đức Phước, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp giáo dục phổ thông 12/12. Ông Hồ Đức Phước là cựu sinh viên khóa 21 Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Ông có bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính của Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Ông Hồ Đức Phước được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5 tháng 7 năm 1993. Ông từng làm công tác kế toán trưởng tại xí nghiệp xây dựng Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, giai đoạn từ năm 1988 cho đến năm 1993. Là kế toán trưởng xí nghiệp xây lắp 5, công ty xây dựng 7 thuộc tỉnh Nghệ An từ năm 1993 cho đến năm 1994. Là kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, giai đoạn từ năm 1994 cho đến năm 1997. Sau đó, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính, Vật giá thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, giai đoạn từ năm 1997 cho đến năm 2000. Ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, giai đoạn từ năm 2000 cho đến năm 2004. Là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, giai đoạn từ năm 2004 cho đến năm 2007. Là Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn từ năm 2007 cho đến năm 2010. Là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2010 đến năm 2012. Là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 12 năm 2010 cho đến tháng 5 năm 2013. Ông Hồ Đức Phước giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An bắt đầu từ tháng 12 năm 2013 cho đến ngày 16 tháng 4 năm 2016. Là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An từ ngày 18 tháng 12 năm 2015 cho đến ngày 29 tháng 6 năm 2016. Là Ủy viên Trung ương Đảng từ năm 2016 cho đến nay. Ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, ông Hồ Đức Phước được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, ông Hồ Đức Phước được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cử, Quốc hội khóa 14 phê chuẩn và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Phước giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 26 tháng 5 năm 2021, tại quyết định số 767/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định cử ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay cho ông Đinh Tiến Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, ông Hồ Đức Phước được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cử, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Phước tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.